Nhưng xin chào cô chú anh chị ha. Video này Dân giới thiệu đến cho cô chú anh chị mình một căn nhà với một cái mức giá cực rẻ để cho cô chú anh chị mình mua vào để mình ở Tết nha cô chú anh chị. Phía trước mặt của cô chú anh chị mình là công viên bảy cơ quan thế giới ha. Thì từ vị trí căn nhà của mình ra tới công viên bảy cơ quan thế giới thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 100m nha cô chú anh chị. Khu vực này là khu vực trung tâm rồi, cho nên dân ở rất là đông ha. Nên cô chú anh chị thấy đang xây dựng rất là nhiều nè. Nó kế bên mình có thêm một cái công viên nữa nè. Căn nhà của mình là nằm ở lóc nhà liền kề Y1 của khu dân cư Cát Tường Vũ Sinh, xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An ha. Cái đường trước nhà của mình là thảm nhựa 6m, vỉa hè 2m nha chú chị. Và hiện tại chủ của căn nhà này đang kêu bán với cái giá chỉ 1 tỷ 300 triệu đồng, 1 tỷ 3. Đặc biệt là căn nhà của mình đã hoàn công đầy đủ rồi, mua bán mình sẽ công chứng sang tên liền. Căn nhà của mình với cái diện tích là ngang 4 x 14. Và như cái căn này thì như cô chú chị mình thấy là bên chủ nhà người ta có làm một cái ban công phía trước vườn ra ha, cho nên mình ra đó mình ngồi nghỉ ngơi này kia cũng được. Phía trước mình sẽ có một cái sân xe máy là 2m nè chú chị. Ở đây thì bên chủ nhà cũng đã rào lại kiên cố hết rồi, cửa cổng sắt rồi kiên cố hết ha. Bước vào không gian phía trong, không gian phía trong thì cái thiết kế nó giống như không gian mở đó, thì nguyên một cái khoảng trống ở dưới là trống hết, nhưng chú chị mình thấy ha. Nó hai bên thì bên chủ nhà có dán tường cho mình, nó bên đây dán full hết, nó full hết nhà mình. Còn cái phần này, thì cũng ốp gạch mà ốp full lên tới trần. Cái khoảng này là chỗ không gian để mình để kệ tivi ha. Ở dưới trệt thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh đây nè. Và phía sau cùng là cái khoảng không gian của phần bếp này. Bếp, lavabo. Ở phía sau cũng rất là rộng luôn chú chị, rất rộng rãi. Lên trên thì bên chủ nhà này cũng ốp gạch nè. Lên trên là mình sẽ có hai phòng ngủ. Bởi vì ở dưới cái không gian là nó mở, không gian trống hết, cho nên là cái phần dưới rất là rộng luôn chú chị. Phần trên là mình sẽ có hai phòng ngủ nè. Đây là phòng ngủ phía sau này. Phòng ngủ phía sau thì nói chung cũng vừa phải thôi, cũng không quá rộng, cũng không quá hẹp như chú chị. Ở đây là sẽ có một cái nhà vệ sinh, của giữa, nằm giữa nhà cũng như của hai phòng. Thì bên đây là có cái phòng tắm đứng ha, phòng tắm đứng riêng biệt luôn nè. Đây là bồn cầu, lavabo đầy đủ hết. Còn phía trước mình là cũng có một phòng ngủ nữa ha. Phía trước thì phòng ngủ này nó cũng rộng rãi như chú chị, thoải mái. Nói chung là căn nhà này mà hai vợ chồng hai đứa con ở là vô tư. Phía trước thì mình sẽ có được giống như căn nhà bên đây thì cái ban công nhỏ xíu vậy thôi, ban công nhỏ xíu thôi. Thì ở đây là bên chủ nhà cũng nới ra một xíu ha. Thì cái khoảng không gian này mình đặt được một cái bàn tròn đó, mình ngồi để uống trà này kia, thư giãn này kia cũng rất thoải mái. Nó đây là nhìn thấy bảy cơ quan rồi nè. Nó căn nhà của mình thì không bị đâm đường như chú chị. Nó căn nhà của mình là hoàn toàn không bị ha, nó chỉ có hai căn bên kia thôi. Nó nói chung là rất ok, không có phạm phong thủy gì hết ha. Căn nhà này là hướng hướng đông như chú chị. Hướng đông thì hợp cho cô chú chị thì mình thuộc cung mạng là đông tứ trạch ha, là sẽ hợp được với hướng này. Ở trên đây cũng vậy luôn, thì tất cả được ốp gạch hết nha. Với cái mức giá này thì thực sự là nếu như mà mình ở để mà tầm tài chính thấp thì nó cực kỳ hợp. Hai phòng ngủ thì rất thoải mái nữa chú chị, còn cái khoảng không gian ở dưới thì cũng rất rộng. Như cái phần này, là mình có thể làm thêm một cái bàn nhỏ nhỏ để làm việc, hay là để cái bàn học cho con mình thì cũng cực kỳ hợp lý luôn. Còn nếu mình muốn rộng hơn nữa thì mình xuống phần dưới ha. Đó, mình muốn rộng hơn thì xuống đây. Nói chung cái khoảng không gian này còn rất là lớn. Nó mình để một cái bộ sofa này kia, kệ tivi, thì cái khoảng trống này nó còn cực kỳ lớn nè. Nó cô chú chị mình muốn làm gì mình làm thêm ha, thoải mái luôn. Rồi 1 tỷ 3 là sẽ bao hết giấy tờ sổ sách cho chú chị mình ha. Còn
xem nhà thì cô chú anh chị mình cứ trực tiếp liên hệ với nhân để xuống xem nhà thực tế nha. Còn giá cả này kia, giấy tờ sổ sách này kia thì gặp chính chủ. Tài Sơn xin chào và cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi video. Cô chú anh chị mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi rất nhiều video sau ha. Còn bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại ạ.